và nhược điểm của sụn silicon và sụn sinh học. Cái miếng sụn silicon trong cái gói là 45 triệu á, là mình không có tốn phí cái sụn á. Thì cái này á, là tỷ lệ lộ cây là 50%. Ví dụ một số cơ địa mà da dày tốt á, thì nó cũng có lộ đâu. Nhưng một số người là lộ nha. Em để ý ra ngoài đường một số người mà ta thấy cái cây sống mũi là cái sụn silicon đó. Còn sụn sinh học là trong mũi chị Nhã nè, không bao giờ lộ. Đó. Mà tỷ lệ dị ứng nó lại cao nha. Hai cái thằng này á, cái thằng này nó mắc. Suiform và nanoform á, chất liệu của nó là máu nó xuyên qua được. Cái này á, nếu mình bỏ vô một ly nước á, là đầu tiên nó nổi trên mặt nước, xong nước nó thấm qua từ từ nó mới lặn xuống đáy. Còn thằng này chị bỏ vô là lặn xuống đáy liền, nó nặng và máu cũng xuyên qua được. Khi mà máu xuyên qua được thì nó sẽ mọc mô bao bọc xung quanh, đâm xuyên qua những cái này thì nó sẽ không lộ cây, nó không lộ cái sống mũi ra, nhìn nó không có giả, mà tỷ lệ dị ứng lại cao. Dị ứng của thằng này nó gấp đôi thằng này. Thằng này dị ứng là theo bác sĩ thống kê là khoảng độ 2%, thằng này gấp đôi tới 4-5%. Dị ứng làn dày này chị giống như trong nhà mình á, đi ăn tự nhiên á, mấy người trong gia đình vậy đi ăn, có người ăn cua ăn tôm vô cái nước uống, hoặc là nó sưng cái mỏ lên. Đó là cái đặc biệt của cơ thể từng người mà không ai biết được. Đó. Như em thì em làm có bị gì đâu. Em cũng làm sụn này nè, em không bị gì hết. Cơ địa em là rất là tốt, nó chỉ có bầm thôi. Chứ còn gần như em không dị ứng cái gì hết. Mà một số khách em á, là hiện tại bây giờ em thống kê là em bây giờ có phải 50k rồi đó. 50k bị dị ứng. Trên tỷ lệ 400 mấy ngàn ca thì cũng là 0.1% thôi. Đó nên là giải thích để mình quyết định. Ha. Ví dụ bây giờ mình chọn cái sống này. Cái sống này thì cái chi phí mình giảm xuống được 10 triệu. Một thời gian mình thấy lộ cây, mình không muốn, mình đổi qua đây thì mình chỉ bên chị mổ lại cho em và chỉ lấy thu em 10 triệu thôi. Còn trường hợp mà em xài sụn này, em bị kích ứng, em phải quay về sụn này thì bên em không tốn một cái tiền gì hết. Đó là chi phí bảo hành thôi.